Bên em đang làm công tác xuống hàng hơn 1.000 cây táo tàu. Đây là dòng táo tàu Ban Giao, là một giống cây mới được lai tạo ở bên Trung, và đặc biệt trái thì cực kỳ ngon. Trái nó to ha, to hơn so với táo tàu Tân Cương rất là nhiều nha, và khi ăn thì rất là giòn, ngọt. Và dòng này thì hiện tại đang rất là hot trên thị trường và được rất nhiều khách hàng quan tâm. Đây là những cây kích cỡ lớn này nha quý anh chị, có những size tầm trung cỡ như thế này nè quý anh chị ha. Gốc thì tầm khoảng là 10cm, chiều cao cây á thì tầm khoảng là 2m ha. Rất nhiều size cho quý anh chị lựa chọn. Và cỡ size tầm trung này em về hơn 1.000 cây nha quý anh chị. Đối với những size lớn bên em á chị, vành gốc nó tầm khoảng từ 27-33cm. Những cái size này bên em là nó đã từng có trái nhiều mùa rồi nha quý anh chị. Thì về giữ một thời gian nữa bắt đầu cây sẽ cho trái mùa tiếp theo. Những cây táo tàu bên em về á, cây nào cây nấy bầu đất rất là ổn định. Những cái bầu bên em là rong rêu phủ rất là nhiều thế này, thì chứng tỏ là hàng này đã để trong tủ rất là lâu rồi. Cho nên quý chị hoàn toàn yên tâm ha. Nếu quý chị nào đang có nhu cầu quan tâm tới những cây táo tàu Ban Giao như thế này, thì anh chị được à, dắt máy lên liên hệ ngay với nhà vườn thanh võ bên em, để bên em lựa chọn những cây đẹp nhất cho quý chị, và lựa chọn đúng size, đúng kích cỡ của mình yêu cầu nha.